Đấy, 30 ấy, cái cổ nó cứ mềm lật đi lật lại này nhé. Thì hôm nay em hướng dẫn cho bác sửa cái bếch này nhé các bác nhé. Các bác, nó bị hư cái phốt ở màu trắng trắng này. Các bác hãy tháo cái này ra để sửa nhé. Cho nó lại đi nha. Nó đi nha, nó đi nha. 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 Nó đi